Hello tất cả mọi người nha, mình là Bill Segu đây. Trong trận đấu ngày hôm nay, hiện tại các form bài của mình đang có đó chính là ba thần đồng và hai tình nhân nha, với Gna, Bubby, Sona. Và tướng đam chính của mình đang có là Lulu 2 sao nha mọi người. Và hiện tại là mình cũng đang muốn là một cái form bài meta tướng một tiền Gary đang rất là mạnh luôn, nó cực kỳ dễ chơi nữa. Và cái bài này á khá là dị nhưng mà lại hiệu quả khi mà leo rank nha mọi người. Đó chính là bài Lulu Gary nha. Và Lulu ngày hôm nay á không phải là Lulu đi chung với siêu nhân, mà đó chính là Lulu đi chung với tinh tặc hơn. Và chắc chắn rồi, trước khi mà mình làm video meta là mình cũng sẽ để một link đồ anh chuẩn ở phía dưới nha, để cho mọi người cùng xem qua tham khảo. Cái đồ hình đó là sẽ không cần ấn lõi hay là biến hệ gì cả, chỉ cần đúng tướng và đúng level mọi người bỏ vào là sẽ ok thôi. Mình nói không cần lõi ở đây có nghĩa là không cần lõi bình thường thôi nha, còn nếu như mà xét về lõi tướng á thì bắt buộc phải cần rồi nha mọi người. Tướng một tiền với lại là hai tiền Gary ở tầm này thì bắt buộc luôn phải có lõi tướng, chứ không thì về lúc cuối game á nó sẽ khá là đuối so với những cái form bài tướng 4 hoặc là 5 tiền Gary khác. Lõi 2 là lõi vàng, tàng thư bí mật, lắp kính nhắm với lại là nhà máy tái chế hả. Ây da, ba cái lõi này cùi như nhau nha mọi người á, nhưng mà hiện tại là mình vẫn chưa muốn phí cái lần xoay lõi cho lắm nên thôi, chắc là mình sẽ lấy cái nhà máy tái chế luôn nha. Được tách trang bị và được thêm một cái mảnh trang bị sau 4 round nữa, thế là ok. Ồ đây rồi, Bubby 2 sao. Và mình cũng đang roll nó tầm level 5 nha, để kiếm Lulu nè, Bubby hoặc là Andy 3 sao nha mọi người á. Nói chung 3 sao càng nhiều là càng tốt. Nhưng mà khi mọi người chơi tướng một vàng carry như này nè thì chỉ cần quan tâm cho mình hai điều thôi. Thứ nhất, Lulu tướng một vàng phải là 3 sao. Và thứ hai á, nó phải có lõi tướng carry nha mọi người á, tên là siêu tăng trưởng nha. Khi mà xài kỹ năng á, nó sẽ cộng dồn stat lại, và cứ mỗi một lần xài á, nó sẽ cộng thêm máu nè, cộng thêm phép nha, và cộng dồn đến hết trận đấu nha mọi người á, qua trận sau reset lại. Và đây là một cái lõi mọi người bắt buộc phải có luôn nếu như muốn chơi Lulu carry nha. Hiện tại là mình vẫn chưa muốn lắp đồ cho lắm á, nhưng mà thôi, ông này khá là mạnh đó mọi người. Tại vì sao, mình đang chủ thua 3 trận mà mình lắp đồ nhiều quá, mình sợ mình thắng luôn á thì nó lại khá là lỗ. Tại vì tầm này cái lượng máu của mình nó cũng đang còn nhiều. Ây da, thắng rồi nè, mới lắp xương xương cái giáp máu thôi á mọi người. Ê từ từ, ây da, thắng rồi, cày thế nhờ. Thế này thì bắt buộc phải lắp đồ rồi, mình đang muốn để dành cơ, tại vì đang chủ thua 3 trận mà lắp đồ sớm thì lại hơi phí á, nhưng mà nó bắt buộc mình phải lắp rồi em ơi. Một cái gì khổng lồ à. Và khi mọi người chơi Lulu á, chỉ còn quan tâm cho mình là nó có blue hay không thôi. Còn nếu như mà không có blue á nha thì lắp Sojin vẫn là được. Cái con Lulu này á là một cái vị tướng một vàng carry, nó rất là đặc biệt luôn, tại vì nó sẽ không cần đồ chuẩn nha. Mình nhắc lại nha mọi người á, không cần đồ chuẩn, nó chỉ cần đồ đẹp xài được là ok rồi. Có thể là Sojin nè, blue, quyền trượng, mũ, găng bó thạch, gì khổng lồ, và cùng rất là nhiều những cái trang bị khác như là bàn tay công lý á, vẫn xài được nha. Chứ còn những cái vị tướng khác một tiền hoặc là hai tiền ba sao á, anh em phải là có ba điều kiện luôn, một là đồ chuẩn, hai là lõi tướng và ba là ba sao. Nhưng mà riêng con Lulu này chỉ cần hai cái thôi, lõi tướng và ba sao thôi nha mọi người á, là đã đủ chơi rồi. Đây, nó xài kỹ năng càng nhiều quá, máu tăng càng nhiều và phép thuật nó tăng càng cao lên á. Và nó còn đi chung với tình nhân nữa mà. Cái hệ tình nhân này là tướng tình nhân xài kỹ năng á, được tăng thêm phép nữa anh em. Trời ơi, Lulu 6k đam. Holy shit chưa. Cái lõi nhà máy tái chế này là mình lấy để gọi là phục vụ theo tình huống thôi. Tại vì hai cái lõi còn lại nó khóa là cùi đi. Vậy hiện tại là mình vẫn chưa có muốn sử dụng cái lần xoay lõi á. Và cái lõi nhà máy tái chế này không phải là quá cùi để mình không có thể sử dụng được á. Nó vẫn ok thôi, nên mình vẫn quất thôi nha mọi người. Còn khi mọi người chơi các form bài Lulu Carry này á, thì những cái lõi mọi người nên lấy đó chính là ấn thần đồng, trái tim thần đồng, ấn tình nhân, trái tim tình nhân, hoặc là có thêm những cái lõi khác như là nguyên tố luân nè, chiến lợi phẩm nè, hoặc là cho mọi người thêm trang bị nha. Đây rồi, Lulu 3 sao luôn hơn em ơi, rất là tuyệt vời. Úi rồi, ram đúng được cái nỗi xét luôn nè, ảo ma Sicula thật chứ. Nếu như mà lõi vàng ngon nhất ở nhà mọi người đối với Lulu Carry á, đó chính là nguyên tố luân nha. Khi mà xài kỹ năng one shot được hồi mana hoài luôn á, cứ gọi là giết được mạng nha, hồi 30 mana xong rồi đầy mana đúng không, xài tiếp rất là bá đạo ha, cực kỳ mạnh luôn. Xong rồi còn những cái lõi khác á, như là khu giao dịch nè, quà trời cho nè, hoặc là lúc đầu game lõi bạc ngon nhất mà mình có thể nghĩ tới, đó chính là lõi AFK nha. Sau khi ba trận không được xài gì cả thì được nhận thêm 20 vàng, là một cái lõi giúp cho mọi người lên được tầm level 5 rất là sớm.
cũng như là Ron được kiếm Lulu 3 sao dễ nhất có thể luôn á. Đây, ông này Nasdaq 3 sao, farm nữa farm mãi nhưng mà tiếc cái được chưa có đồ. Mình thì Lulu 3 sao rồi, một cái farm bài thần đồng tình nhân vệ quân pháp sư với hai trang bị lớn và một lõi tướng carry nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tích tiền và lên tầm level 7, level 8 nha mọi người á, để kịp thêm tinh tặc vào nè. Hiện tại á, là mình đã có hai tinh tặc rồi, đó chính là Bai cũng như là Sen. Bây giờ chỉ cần kiếm thêm một con nữa là con Libra Lăng thôi, bỏ vào là hết nước chấm luôn nha. Lulu ngày hôm nay á, sẽ là Lulu cưỡi ngựa xuống hàng sau tên bạn và sốc chết carry của tên bạn nha, chứ không phải là con Lulu đứng hàng sau chủng trưởng nữa. Đó, nên mà mình mới nói là cái bài này nó khá là dị luôn, nhưng mà lại hiệu quả khi mà leo răng. Và mọi người nên nhớ nha, đây là một cái bài meta mình tìm hiểu được ở bên top thách đấu Trung Quốc nha mọi người. Mình nhớ không nhầm á, thì cái ông tuyển thủ này tên là 60 Second đó, một cái tuyển thủ cũng khá là nổi tiếng luôn ở bên Trung Quốc ha. Nên về cái bài này thì mọi người khỏi cần phải lo về cái đội uy tín rồi. Úi dồi, nó kéo Lulu của mình kìa mọi người ơi, nhưng mà làm sao, cảm ơn bạn luôn. Đấy, bóp lên, đó, bóp lên, ây da, không nổi rồi. Bị kéo một cái thua luôn á trời, cay thật á chứ. Ây da, mới chủ thắng được cái bài trận lái thua rồi. Cái ông này có quả blitz mình không có để ý luôn á, hèn chi anh em ơi. Level 7 hơn 50 tiền và đang là 100 máu luôn và chưa thua bất kỳ một cái trận nào cả. Ảo thế nhờ. Đây rồi, cái Libra Lăng, nổi chứng. Ui, được một đống vàng nè. Mình thề với anh em luôn á, là cái quả trứng vàng này là mình up là mình chưa bao giờ được gì ngồi cái quả và cái tiền cả. Lâu lâu nó cho mình được thêm tướng 5 vàng anh em ơi, nhưng mà nó sẽ trừ đại tiền nha. Đó, lâu lâu được cái quả tướng 5 vàng thôi, nhưng mà tổng tiền á, nó sẽ bị trừ lại cho nó cân bằng á. Nó thật là chưa bao giờ up được gì ráng ngồi tiền cả. Anh em nên phân biệt giữa cái quả trứng vàng này với lại là cái quả trứng vàng từ lõi nha. Từ lõi cái quả trứng vàng đó thì rất là xịn rồi, có thể là up ra được giáp thiên nhiên 2-3 cái nè. Rồi thêm trang bị thần thoại của On nè mọi người, hoặc là đồ ánh sáng nữa. Nói chung là cực kỳ ngon luôn. Nhưng mà đây là quả trứng vàng mình lượm được từ nó đi chợ 2 chấm, up gần chục rau đó. Cũng không phải là ít gì cả. Đây, kẹp Libra Lăng vào nha. Ok đấy, ba tinh tặc thần đồng vệ quân pháp sư gặp Areta. Đây, xếp Lulu vào luôn nha mọi người. Nó bay xuống hàng sau, nó giết tên bạn nè. Ông này là một cái phơm bài Kaylee support đi chung với đạo chích 1, 2, 3, 4, 5 đạo chích luôn mà. Và vẫn còn khá là nhiều máu nha. Đây, Lulu anh em xem kìa. Ác chưa? Ác chưa? Ác chưa anh em ơi? Úi dồi, 2k1 đam, rally. Ui, vì nó hơi trâu, nhưng mà làm sao anh em ơi? Thắng lại nè. Hồi nãy bị mất cái chỗ thắng khá là cay. Ông kia có một blitz nó chơi chiêu quá em ơi, không để ý luôn á. Thôi là chủ thắng 5 trận rồi, tiền lã ăn đóng luôn á. Để cùng xem thử cái lõi thứ ba nào. Lõi vàng tiếp bao. Ui, cái hiệu thần đồng nè, khá là ngon nha, khá là ngon anh em ơi. Còn cái hiệu về quân kia này nó cực kỳ cù rồi. Phước lành vũ trụ mình cũng không cần cho lắm, tại vì có tinh tặc rồi á. Anh em nên nhớ nha, tinh tặc nó cho tướng cưỡi ngựa được hút máu toàn phần nha mọi người. Lại hút máu từ đánh thường nè, hút máu từ kỹ năng nè, hoặc là hút máu từ trang bị luôn á nha. Giả bộ trang bị đó gây được sát thương như là quỷ thư các kiểu, hoặc là giáp lửa đốt á, thì nó vẫn được hồi máu ha. Khá là bá đạo. Ở tầm level 7 như này mọi người mà ngon nhất nha, thì kiếm thêm con Warwick nữa là chuẩn luôn anh em à, là chuẩn luôn. Không còn gì để mà bàn cãi nữa. À, vì Warwick bỏ vào á, nó không chỉ kích được thêm cái hệ admin, cái hệ đó rất là quan trọng. Và tướng Warwick cũng là tướng 4 tiền. Nếu như mà lắp full dam cho nó là một cái carry phụ cũng khá là ok. Còn không thì lắp full tăng cũng được anh em ơi. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là cái hệ admin đó. Tại vì admin này nhiều khi nó hên xui á, nó được thêm cho mọi người là hồi máu khi mà hạ gục kẻ địch nè, hồi mana nè, hoặc là thêm máu á mọi người á, nó sẽ không phải là quá cùi đâu. Ai dâm này 3 sao nhiều quá trời. Chịu anh em ơi, gì mạnh vậy? Cái form bài Lucian ngồi đạo carry nè, đang bà rác vờ lờ luôn. Lulu con đuổi không đây? Uầy, mạnh ác. Ây da, anh em thấy không? Có mấy con Lucian 2 sao mà nó bé kìa. Cái này Lucian 3 sao thì sao mà đỡ nổi. Nhưng mà hồi nãy mình xếp bài nhầm anh em. Nên mình bỏ Libra Lăng vào nhầm ô. Sorry anh em nhiều nha. Tự nhiên mất Lulu tinh tặc luôn, cay thế. Đã lắp cái nỏ xét rồi, nó còn ra cho mình thêm được một cái nỏ xét nữa kìa.
Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục tích tiền và lên tầm level 8. Nếu như cái firm bài này mọi người roll được Lulu trễ tầm level 5 hoặc level 6 mà lên được tầm level 7 hoặc level 8 là mắc đó nha, thì em sẽ kết hợp đi chung một cái firm bài là ba thần đồng, tinh tặc, vệ quân, pháp sư, tình nhân và admin nha mọi người. Còn nếu như mọi người mà roll được tướng Lulu 3 sao sớm như mình nè, thì sẽ tiếp tục tích tiền và lên tầm level 8 và level 9 luôn nha. Và cái firm bài đẹp nhất khi mà lên được tầm level đó thì sẽ là 5 thần đồng ha. Ui ôi, Lulu nó carry kìa. Lulu nó carry kìa. Holy shit chưa? Anh em thấy cái quả Lulu tinh tặc này chất lượng chưa? Trời ơi, nó còn hết. Nó còn hết anh em ơi. Dăm 3 con này. Úi dồi ôi, 2k1 đam. Ác. 3k7 đam, holy shit. 4k7 đam. Lulu tướng 1 tiền 3 sao gây tới tận là gần 26.000 sát thương à. Rally. Đây thật sự là một cái vị tướng 1 vàng 3 sao có thể gây được sao. Ê, có cái Nunu nè anh em. Nunu nè. Quá ngon luôn, quá ngon luôn. Liệu có tới lượt mình hay không đây? Và tất nhiên là không tới rồi. Thật sự là khi mà anh em chơi 3 thần đồng hoặc là 5 thần đồng á, nó cũng sẽ không có cách biệt gì nhau quá nhiều cả. Khi mà mọi người chơi cấp phơm bài này chỉ cần quan tâm cho mình là Lulu có được 3 sao, có lõi tướng và có đi chung được với tinh tặc hay không. Hiện tại mình nói thẳng luôn nha mọi người, thì cái bài Lulu này đang có 3 biến thể khác nhau lận, 3 cái bài meta khác nhau luôn á nha. Một bài là Lulu đi chung với siêu nhân, tình nhân. Bài thứ hai là Lulu đi chung với tinh tặc như mình nè. Và bài thứ ba là Lulu đi chung với thần đồng và Felixable nha. Và mình sẽ làm từng cái một ha. Trước đó là mình đã có làm Lulu siêu nhân rồi, và ngày hôm nay là Lulu tinh tặc nha. Và nếu như mà được thì mình sẽ cố gắng mình tìm hiểu thêm và làm nốt cái bài meta, đó chính là Lulu Felixable nha mọi người. Ui sao con Morgana này nó ra cho mình nhiều dữ vậy. Con Sen roll hoài chưa hai nè anh em ơi. Cùng là tướng 3 vàng mà một con ra quá trời, một con mình chơi lại không ra. Cay thế. Ok, xếp cái bài tốt là ăn ngay. Ông này lúc đầu game đấm mình đúng không? Mất chuỗi thắng của tôi đúng không? Bây giờ trễ vé là liền không ơi. Đây, Lulu 3 sao nó phải khác nè. Tinh tặc nó phải khác nha. Úi dồi, nó mạnh ác cái đây mà. Không mạnh là không lấy tiền luôn á chứ. Đây rồi, cuối cùng cũng trả thù được. Và nếu như mọi người mà xem thấy hay thì hãy đừng quên để lại một like để cái kênh ủng hộ cho mình nha. Đó là một cái nguồn động lực cực kỳ lớn luôn cho mình. What the hell, Morgana nó ra kìa anh em ơi. Làm sao có Sen 2 sao rồi. Còn Viego này mọi người kẹp vào thì nó không chỉ kích là được thêm hệ tình nhân mà được thêm hệ ngu binh nữa nha anh em ơi. Và con Warwick này mọi người bỏ vào nó sẽ kích được thêm hệ admin nha. Khá là bá đạo luôn. Anh em có thể thấy là cái form bài này hiện tại của mình nó đang kích được khá là nhiều hệ khác nhau nha. Tầm 8 tới 9 hệ ha. Nên như mọi người có những cái lõi như là nhất thống á, thì cũng có thể chơi thử được. Thật sự luôn. Tại vì kích được khá là nhiều hệ luôn á. Ông này cũng là đạo chích à. Tôi nhìn là tôi biết là chưa có nổ hũ rồi. Tại vì đồ không có, tiền không có luôn. Và đội hình cũng còn rất là yếu. Và người ta nổ hũ xong á, thì sẽ thường ít chơi cái bài đạo chích này lắm. Nổ hũ xong mình sẽ thường chuyển một cái form bài khác mình chơi á mọi người. Tại vì đạo chích này nói chung là nó hơi yếu khi mà nó không tăng chỉ số bất kỳ cho tướng cả. Nên nổ hũ xong anh em hãy chuyển sang một cái form bài khác chơi để mà tận dụng được cái hũ đó tốt nhất nha. Đây, có Nunu từ rất là sớm nha. Level 8, ở ra 400 đã có rồi thì không chơi cũng hơi uổng. Khi mà kích hoạt được mốc 5 thần đồng á, thì trang bị của mọi người sẽ được mạnh hơn. Và quan trọng nhất là được thêm hai trang bị lớn của thần đồng nha. Và tất nhiên rồi, trang bị thần đồng nó sẽ mạnh gần như là gấp rưỡi hoặc là gần gấp 2 lần so với trang bị bình thường nha mọi người á. Như là chỉ số cộng thêm nè, hoặc là nội tại khi mà đánh á, nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều nha. Đây, bây giờ tiếp tục tích tiền và lên level 9 thôi. Tại vì tầm này nhiều máu mà. Với lại cái phơ bạc của mình tầm này ở level 8 á, mình roll nó cũng đã mắc binh hết cả rồi. Khi mà Viego 2, Sen 2, Annie, Bobby và cả Lulu 3 nữa thì không có còn gì nữa mà cần roll nữa nha mọi người. Còn mỗi con bay với lại là con Liberlang thôi, không quan trọng cho lắm luôn á, thật sự. Trời ơi, trang bị nó ra kìa, quá trời quá đất luôn. Quá tuyệt vời. Và nếu như mọi người nào mà có góp ý gì về cách mình bình luận chơi game thì anh em hãy cứ bình luận ở phía dưới nha, để mình biết mình sai ở đâu á, rồi cố gắng sửa và phát triển bản thân hơn từng ngày nha mọi người.
Ước mơ của mình là 1,5 triệu và mình mong anh em sẽ cùng đồng hành với mình ở trên cái chặng đường này nha. Ông này là ngoại đạo, biệt độ vô cực, 7 biệt độ vô cực luôn mà. Ác chưa, có 2 ấn luôn kìa, 2 con kem ý lệ 2 sao. Nhưng mà Lulu lo được, Lulu lo được. Ui dồi, what the, Lulu nó ui, what the hell, lỗi vậy. Anh em thấy không, Lulu này, mình không biết có nên nói đây là một cái bãi rác mới không nữa. Anh em nên nhớ nha, đây là một cái bài không phải là mình tự chế mà mình tìm hiểu được ở bên thách đấu Trung Quốc nha mọi người, bởi công ty là 60 Second đó, tuyển thủ khá là nổi tiếng luôn và tất nhiên rồi, ổng đã từng đạt được top 1 thách đấu Trung Quốc khá là nhiều lần. Nên cái bài này ổng mà leo răng được ở răng đó thì chắc chắn là khỏi phải bàn cãi về cái độ hiệu quả cũng như là sức mạnh của cái bài này rồi nha. Vậy hiện tại là mình cũng còn đang rất là nhiều meta mà mình đang tìm hiểu thêm và muốn làm và gửi tới cho tất cả mọi người cùng xem. Thì nếu như mọi người nào muốn cập nhật thêm những cái meta mới nhất, hot nhất và được cập nhật hàng ngày ấy nha. Và khi mà mình làm meta là mình hướng dẫn rất là chi tiết luôn, từ cách chọn tướng, xếp tướng, chọn lõi cũng như là xếp đội hình tướng là carry á, thì anh em chỉ cần xem mình tầm vài ba ngày hoặc là 1 đến 2 tuần thôi thì chắc chắn luôn sẽ biết chơi nha. Ê, úi xồi, nhìn 3 sao, 3 trang bị lớn, gặp Lulu của mình nó bắt tướng carry trước. Úi xồi, một kỹ năng hai đứa đi luôn, thì ai mà chịu nổi đây. Đấy, mọi người nào muốn theo dõi thêm những cái meta mới nhất thì hãy đừng quên đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha, cũng như là bấm cái chuông nữa để nhận thông báo. Cảm ơn mọi người rất rất là nhiều. Trời ơi, đồ lớn ra liên tục luôn anh em ơi. Được cái thần đồng này là nó cho mình đồ lớn, nó random thêm mỗi trận thì mình có thể lắp là cho tướng tăng cơ cũng được, mà cho tướng đam cũng được. Như là trận trước đúng không, nó cho mình là huyết kiếm với lại là bạch công lý thì phải. Nói chung là lắp cho con tướng tăng, tướng đam đều ngon cả. Và trận này là nỏ xét và quyền năng. Wow, hợp lý chưa? Này, anh em nên để ý nha, sắp Lulu này sao cho nó hợp lý nhất á, để bắt tướng Garou cái tên bạn. Ông này Lucian vẫn chưa 3 sao, cái trận này mọi người chơi Lucian. Úi xồi ôi, một kỹ năng của Bobby này, anh nhầm, Lulu này chết phát 3 con hả? Phải không vậy? Lỗi vời là lỗi luôn mọi người à. Tại vì kỹ năng của Lulu này không phải là kỹ năng đơn mục tiêu nha, mà nó là đa mục tiêu nha mọi người. Nhưng mà kỹ năng của nó sẽ hơi bị hạn chế một chút qua, tại vì cái hướng bay của nó chỉ là một đường thẳng thôi. Nhưng mà hồi nãy nó xếp đường thẳng quá đẹp đi mọi người ơi. Cũng như Lulu ngày hôm nay là Lulu tinh tặc, nó bay xuống, nó bắt hết cái đường thẳng carry của tên bạn luôn. Một kỹ năng chết một phát ba đứa carry. Oh my god, cái bài này mọi người nên chơi thử nha, nên chơi thử. Mình nói thẳng luôn, cái bài này hiện tại ở server Việt Nam đang rất là ít người biết luôn, rất là ít người nha. Tại vì cái bài này mình cũng chỉ mới thấy ngày hôm qua ngày hôm kia thôi. Mình theo dõi stream bên Trung Quốc cái kiểu mọi người thì mình thấy người ta đánh cái bài này cũng khá là hiệu quả ở Bình Quốc luôn. Ai người nó mạnh thật sự. Một cái trang bị lớn nữa nè, bây giờ đi chợ kiếm đồ dễ chưa? Bây giờ đi chợ kiếm đồ dễ chưa mọi người? Trang bị trận này là quá đẹp rồi. Và như mình đã nói nha, Lulu này nó sẽ không có cần trang bị chuẩn đâu á. Lulu này nó sẽ không có cần trang bị chuẩn đâu. Hiện tại mình đang kích bay tinh tặc là con bay, con sen và con ly bà lăng nha, để cho mọi người nào không biết á. Và sau mà phiên bản được cập nhật mới nhất thì cái hệ tinh tặc này chỉ kích được móc bay trở lên thôi nha mọi người. Hồi bữa là móc 2 thì nó khá là dễ kích. Trời ơi, Lulu nó cần hết luôn kìa anh em. Trời ơi, nó rác chưa? Nó rác chưa? Một mình nó cần hết luôn á. Ui, ui, bái trưởng, what the, 23.000 đam anh em, một mình nó cân hết thật luôn á. Nunu nè, ok, đã lên vào chính nào anh em ơi, kẹp thêm quýt vào nữa là hết đứt chấm. Đây là các form bài đẹp nhất và chuẩn nhất ở tầm level 9 nha. Còn nếu như mọi người mà không lên được thì cũng rất là bình thường thôi, không cần chơi 5 thằng đồng, chỉ cần chơi 3 thằng đồng tinh tạc các kiểu thôi là đã ok rồi nha. Hai cái tộc hệ quan trọng nhất của mình đó là thần đồng và tinh tạc nha mọi người. Chỉ cần mọi người đáp ứng đủ hai cái điều kiện này thì khi mà kẹp tướng vào nó cũng sẽ tự kích hoạt hệ thôi, không có cần phải suy nghĩ đắn đo quá nhiều đâu.
bay xuống hàng sau nè. Xôi hôi, thế này thì ai mà chơi lại nó nữa đây. Nghỉ chơi luôn á chứ chơi bời gì nữa mọi người. Nó rác thật sự, nó rác thật sự. Một kỹ năng toàn 2000 mấy đam không, mà cái lượng máu của tướng bình thường á nó tầm 1000 mấy, 2000 máu á đã nhiều lắm rồi nha. Tướng Gary á nha mọi người, còn tướng tăng cơ nó sẽ tầm 2k mấy máu hoặc là 3k máu tùy theo lõi cũng như là trang bị của nó lắp. Nhưng mà bình thường á tướng Gary tầm 1k rưỡi, 1k7 hoặc là 2k máu á là đã nhiều lắm rồi. Và con Lulu này mỗi khi mà nó xài kỹ năng á mọi người, nó toàn 2k1 đam, 2k7 đam, lâu lâu lên giật phát 4k mấy đam. Quá trưởng thiệt chứ, ai mà chịu nổi chơi. 7 biệt độ vô cực, ông này là 5 biệt độ vô cực. Cái hệ biệt độ vô cực này bây giờ nhiều người chơi Valor luôn. Tướng carry của nó rất là đa dạng nha. Lucian nè, CV nè, Chitterfet nè. Rồi hồi bữa là có Sen nữa nha mọi người. Tại vì hồi trước đó Sen không phải là một cái vị tướng carry, nhưng mà từ khi được Riot sửa lại và nâng cấp cái lõi tướng carry của nó, bây giờ nó rác luôn đó chứ. Xong rồi cả April nữa, April tướng 5 vàng đó mọi người ơi. Thì mình nói thẳng luôn á nha, là cái form 3 biệt độ vô cực đó bây giờ tướng nào cũng carry được cả, từ con Banthon luôn. Nếu như mọi người chưa xem thì mình đã có làm một cái rồi á. Pantheon, Lucian, Chitterfet, CV, Sen, April, nó lỗi cực kỳ luôn á. Và đây chính là cái form bài mà có thể khắc chế được ha, form bài tinh tặc. Liberlang tinh tặc nè, Lulu tinh tặc nè. Đây là những cái form bài gọi là khắc chế cứng meta luôn á, tại vì không có hệ sát thủ mọi người á, muốn bắt tướng carry thì phải kẹp hệ tinh tặc thôi. Úi giời, Lulu kìa anh em. Ác chiến. Nunu 2 sao á lăng kìa, cũng bất tử phết nhờ. Viago máy dập cũng kinh đấy, 6 cái đam với Viago, hơn 10 cái đam với con Lulu này. Holy shit, thật sự. Nhắc lại nha mọi người, chỉ nên chơi khi nào nó tự ra lõi và tự ra tướng thôi nha. Tại vì meta mình đã làm rất là nhiều rồi, mọi người có thể là lựa chọn cũng như là chơi những cái meta nào mà nó tự ra cho mọi người, hoặc là nó phù hợp với cái lối chơi của anh em thì nên chơi, chứ đừng bây giờ nó sẽ spam cả. Tại vì thật sự là muốn mà có được một cái lõi tướng đầu game mà Lulu như mình nè, thì nó phải là nhân phẩm đấy, đâu phải muốn là ra đâu. Mình đã đi săn rất là nhiều trận luôn á chứ mới được mà, chứ đâu phải mình chơi phát được đâu anh em ơi. Ông này Lucian, Kê Mỹ Lệ, Di Hinh các kiểu, họ bị ác luôn, hai cấn luôn mà. Rồi ông này mạnh thế, mất con Lulu rồi, nhưng mà còn Viago, còn máy giặt Viago mọi người ơi, vẫn cứ gọi là thắng được luôn. Ông này thì sao? Ông này gặp bạn ngã của mình, Nunu lăng, Lulu vẫn còn sống nha. Thế thôi, thôi thôi, thắng rồi. Game này dễ chưa? Ok, và GG tất cả mọi người nha, và tạm biệt anh em. Bye bye.